Ok, hôm nay anh em theo thông lệ cuối tháng thì chúng ta sẽ điểm qua cái tháng sau coi có những con game gì xứng đáng ra mắt để chúng ta có thể mong chờ. Video này sẽ lướt sơ khá nhiều con game luôn, nó lên đến là khoảng 25-30 con game đó. Nên anh em có thể quan sát một số cái tóm tắt rồi để ở dưới phần mô tả dưới video. Anh em coi con game nào thích thì bấm vào cái thời điểm đó xem cho nó đỡ tốn thời gian, không nhất thiết phải xem hết đâu. Đợt này thì cuối tháng 7 chúng ta có sự kiện là Summer Sale, với sự kiện mà giảm giá mùa hè đó, nên sẽ có rất nhiều con game nó không có ra mắt trong cái sự kiện đó, nó kéo dài đến khoảng ngày 11 lần. Nên em có thể xem cái lịch từ ngày 3 đến ngày 8 nó gần như là trống vắng, không có game gì đáng chú ý ra mắt hết. Ngược lại thì giai đoạn sau nữa, nửa tuần sau của cái giai đoạn tháng 7 này sẽ có rất nhiều con game nó dồn dập dần cực kỳ liên tục luôn. Tôi lướt sơ sơ cũng đến hơn 30 con game lận. Đầu tiên vào ngày 2 tháng 7 thì chúng ta có con game là đầu tiên bắn súng luôn, cũng có tên là Chiếu Phết luôn, đứng hậu vệ đầu tiên. Đúng là cái hậu vệ xứng đáng của tháng 7 này thiệt. Đây là một game ghi tu đây. Anh em sẽ bắt gặp nó rất là nhiều cái sự kiện rồi. Từ cái sự kiện mà Summer Game Fest gần đây đến những cái sự kiện lớn thì cái đoạn trailer này tung ra rất là nhiều. Game này thì lúc trước rồi đã chơi cái phiên bản là test của họ cách đây cũng gần 2 năm rồi đó. Tính ra là cuối 2022 đến giờ, lúc đó thì cái bản demo beta test thôi nên nó không có trọn vẹn cho lắm. Game này được làm bằng Unreal Engine 5 nên em sẽ thấy chất lượng nó rất là tuyệt vời luôn. Mấy cái đoạn cinematic làm cũng rất là ấn tượng, những cái đoạn trailer trên mạng tôi coi thì lúc nào cũng cực kỳ epic, nó rất là giàu cảm xúc luôn, choáng ngợp bởi cái đồ họa, phong cách hình ảnh, âm thanh của con game. Game này anh em nhìn vào nó sẽ nhớ đến cái dòng game Destiny khá là nhiều á. Destiny thì nó quá nổi tiếng, là quá lâu dài từ rất lâu nay rồi. Thậm chí có thể xem nó như một phiên bản khác của Warframe. Thì anh em có thể trang bị những cái bộ giáp rất là cơ động, rất là nhiều lát luôn. Đây là một con game mà free-to-play miễn phí nha, nên anh em có thể chơi rất thoải mái với bạn bè. Một con game rất đáng chú ý ra mắt vào đầu tháng 7. Tôi thì cũng khá là hóng game này, mặc dù tôi đang thử qua cái đợt test sớm của họ rồi. Unreal Engine 5 nên nó rất là kén cấu hình. Cấu hình để như này thì tương đối nhẹ đó, nhưng mà thực tế thì nó sẽ nặng hơn khá là nhiều đó. Một con game đầu tháng 7 rất là đáng mong chờ, hậu vệ đầu tiên của chúng ta. Tiếp theo là một con game thì có vẻ hơi trái ngược hoàn toàn. Anh em xem cái đoạn video rồi đoán thử nha. Tất nhiên thì đây là con game dạng mà FMV rồi, tức là anh em tương tác mà dạng như đang nhập vai một nhân vật giống như xem bộ phim cắt cảnh gì đó. Anh em nhận ra đây là nhân vật nào không? Mikami Kana. Cái này gần như là tên thật luôn, nên anh em nhìn vào là biết. Thì đương nhiên cái dòng game mà FMV này sẽ dồn dập rất là nhiều trai xinh gái đẹp cho anh em tận hưởng mãn nhãn. Nhưng mà con game này số lượng mấy em nữ chính là hơi bị nhiều nha. Như cái đoạn hình ảnh ban đầu gần chục em luôn. Thì tôi không biết cái router nó đi được đến hết tất cả không, hay là rẽ nhánh mình buộc phải chọn là một vài cái thứ yếu, thứ chính, thứ phụ vậy thôi. Bây giờ thì có cả mấy em cái tay tóc vàng vô cho nó phù hợp rất nhiều thứ, chứ không đơn thuần là châu Á nội địa nữa, thậm chí có cả Nhật Bản, Hàn Quốc rồi cái thứ luôn. Anh em thích mấy cái dòng game mà dạng như xem phim như thế này á, thì có thể thử qua rất nhiều. 2, 4, 6, 8, đúng 10 nhân vật luôn. Khiến tôi điên khùng á. Làm tôi phát điên. Đó anh em nhận ra nhân vật nào chưa? Yua Migami, một cái tên rất là nổi tiếng. Có thể là mặc đồ á, thì anh em khó nhận ra thôi. Còn trong những cái trường hợp khác thì anh em rất là quen rồi. Anh em thích cái dòng mà FMV này thì có thể thử qua game này rất là thú vị đó. Rồi trong cái trailer thấy thích thích rồi đó. Tiếp theo nữa thì gần một tuần sau luôn, chính xác là đúng một tuần sau luôn đó, thì lại là một con game miễn phí ghi to play nữa. Game này thì tôi đã chơi khá là nhiều rồi, anh em có thể xem lại mấy video của tôi chơi, cái link tôi để góc trên bên phải rồi nè. Đó, game này có tên là One Human, một con game vẫn là ghi to play thể loại bắn súng looter shooter luôn. Anh em vẫn có thể co-op với bạn bè khá nhiều thứ. Game này nó dự định là có bản trên mobile nữa, nhưng mà tôi không nắm cái thông tin trên mobile nhiều nên không biết khi nào nó ra mắt. Còn phiên bản trên PC này thì anh em có thể trải nghiệm khá là nhiều rồi đó. Lúc trước thì có cái đợt demo trong mà Steam Next thì không biết họ còn giữ không hết rồi. Game này nó miễn phí à, nhắc đi nhắc lại khá nhiều lần. Đương nhiên là anh em sẽ phải có thanh toán trong mạp, nhưng tôi không biết nó can thiệp nhiều quá nhiều vào game đây không. Những cái lần chơi trước thì tôi đánh giá ấn tượng khá tốt về game này, cấu hình nó tương đối ổn áp, tối ưu cũng khá là ổn, đồ họa thì cũng ở mức trung bình khá. Game đây nó có rất nhiều thứ để làm, shooter, shooter rồi building, crafting rồi rất là đầy đủ luôn. Anh em trải nghiệm con game này. Nếu như anh em thích cái dòng game bắn súng thế giới mở đồ đi lang thang khắp nơi chiến đấu quái vật đồ, có thể co-op cùng bạn bè xây dựng một cái căn cứ rộng rãi thoải mái, nhận cái tuyến nhiệm vụ đi xuyên không thời gian gì đủ hết đó. Đây là một con game rất là đáng chơi, nó cũng là một bom tấn hơn 100.000 đô follow, cực kỳ nó là cực kỳ khủng khiếp luôn đó. Một con game mà trong những đợt sự kiện Steam Next Fest tôi chưa có thời gian thử qua, con ạc chơi con vậy nè. Chúng ta xây dựng là nguyên một cái pháo đài trên lưng một con thú nào đó đi lang thang khắp nơi,
chủ yếu tương đối vẫn là cái dòng thể loại chính của nó vẫn là Tower Defense, nên em có thể phòng thủ những đợt tấn công của bí mật nó bay bay trên trời rồi. Anh em vừa xây dựng, vừa quản lý tài nguyên, rồi vừa mà thiết kế mấy công trình kiến trúc này, nó vừa tối ưu cho công việc của anh em, lại vừa mang tính phòng thủ hữu hiệu nữa. Bắt đầu xây mấy cây nỏ rồi nè, mấy tòa tháp chiến đấu nè. USUI hình như họ làm lại rất là đẹp nha. Trong cái đợt mà sẽ thêm nếp vét, tôi nhìn cái USUI thực sự á thì họ làm nó rất là hiện đại luôn, mang thiết kế phẳng luôn, nó không màu, nó không có hợp với con game này cho lắm. Bây giờ họ đã làm lại cái phần USUI đây rồi nên có thể nó đẹp mắt hơn khá nhiều á. Để tôi coi thử này, họ còn giữ cái hình ảnh cũ không. Đây là cái giao diện tương đối mới nè, thiết kế design rất là đẹp đây à. Còn đây là cái cũ nè, tôi nhớ cái giao diện cũ này nó rất là xấu luôn, cực kỳ không hợp với game luôn. Anh em nhìn vào nó cảm giác như là đang sử dụng một cái phần mềm giống như đang chơi game nữa. Thiết kế phẳng là vuông rất là nhiều, đây nó hợp với game mobile hơn. Còn khi mà đặt lại cái giao diện đây vẫn hình ảnh cũ nè, nhưng mà đặt lại cái giao diện trong cái đoạn trailer thì tôi thấy cực kỳ ấn tượng đó, rất là thích, nó rất là hợp luôn. Tôi không biết Dev sẽ chọn cái phiên bản giao diện như thế nào, giao diện như này thì tôi thấy khá là tệ, như cái nãy tôi thấy đẹp hơn. Đây là một con game nói về chủ đề giày và chân. Đây, cái trailer con game này nó rất là hyper luôn, từng nổi sóng rất là nhiều trên khắp cái nền tảng mạng xã hội với cộng đồng game. Chủ yếu họ dựng cái trailer đậm làm đôi giày rất là độc đáo nè. Đó, tập trung chính vào phần chân anh em. Anh em sẽ bắn súng tốc độ cao, rất là nhanh, đậm đậm chất bạo lực luôn. Kicker là người đá. Đó, game này anh em gần như là có 8 cái giò luôn á, 8 cái chân đá liên tục. Thể loại nó bắn súng trên cái nền tảng mà đồ họa tay lít nên nó tốc độ nó rất là nhanh luôn. Anh em thích cái dòng game mà tốc độ cao nhưng game Doom nữa thì có thể thử qua game này, nó rất là hợp. Cái đoạn trailer nó cực kỳ hyper, đến giờ nó rất là nổi tiếng. Nhiều cái tín đồ fan của thể loại giày á cũng rất thích mấy game này nè, mấy cái design mấy chiếc giày cũng rất là đẹp nữa. Đôi giày thiên thần á, bước chân thiên thần á. Tôi chưa nhận giữ Anger giống Angle. Rồi tha hồ mà đập cửa nè, game này khá là thú vị đó. Lượng follow nó rất kỳ cao, nó là 17.000. Tiếp theo là một con game xây dựng. Game này tôi đã xem thông tin từ khá lâu rồi, ngăn điện bây giờ tôi mới quýt lít nè. Nó gọi là xây dựng nhưng mà nó không đơn thuần là xây dựng đâu. Anh em phải đối mặt với rất nhiều thảm họa tự nhiên, mấy cái bí ẩn trên một cái hành tinh cực kỳ xa lạ, không biết là sao hỏa hay là mặt trăng gì đó. Đây, xây dựng nó theo cái chuỗi mà kiểu mà hệ thống tự động hóa, có cái đường gây đầu anh em vận chuyển đồ đạc, cung cấp năng lượng đầu rất nhiều thứ, chứ không phải là xây dựng theo kiểu những cái công trình riêng lẻ đơn thân. Anh em phải xây dựng nguyên một cái hệ thống luôn, đồ họa nó dơm vào cận cảnh nhìn cũng rất là chi tiết và đẹp nha. Ngoài ra anh em phải đưa ra một số cái quyết định lựa chọn khó khăn, tôi nghĩ là nó na ná với cái kiểu như mà hot fun á. Anh em có tòa tháp trên giữa mùa đông giá rét á, thì con game này anh em cũng sẽ có những cái lựa chọn đưa ra như vậy luôn. Nên đây là một con game xây dựng mà được rất nhiều người ưu ái theo dõi cho đến giờ, cúp điện toàn cầu luôn rồi. Đây là họ thậm chí dựng nhiều cái xe mà cinematic, cái đoạn cắt cảnh trong game á, giống như một cái phim tài liệu để truyền tải con game này luôn. Đó, nhìn cái đồ họa nó rất là độc đáo. Cái này đoạn ngắn thôi, game này thì lượng follow nó cũng cực kỳ kinh khủng, ít cái dòng game xây dựng mà đạt được đến cái mức này đó, nên tôi cũng rất là hóng con game này. Đây là một con game mà tôi đã chơi cái đợt mà sẽ thêm nếp hết rồi. Anh em có thể xem lại cái video, tôi sẽ để góc trên bên phải này. Đây là con game dạng Tower Defense. Vân cách đồ họa nó rất ấn tượng luôn, cực kỳ bí ẩn ma mị trong một thế giới tăm tối luôn. Khi mà cái làn sương này nó xâm chiếm thế giới của chúng ta thì con người biến thành mấy con quái vật lúc nhúc như thế này. Nhân loại bây giờ phải tìm cách lên trên mà vùng đất cao nhất có thể để bắt đầu sinh tồn những cái ngày cuối. Đây, toàn là những tòa tháp thôi nha. Tại vì nhân loại chúng ta là sống trên đỉnh núi thế giới luôn rồi, tránh những cái làn sương nó đang bao phủ dưới mặt đất, thì ngày qua ngày lại tiếp tục mấy cái nhiệm vụ đi khám phá vùng đất thôi. Game này cái mà yếu tố xây dựng nó rất ấn tượng luôn, anh em xây cực kỳ chi tiết, nó từng cái thành phần module lắp đặt lại giống như anh em là chơi con Lego vậy đó. Mỗi cái module nhỏ từng cái mảnh ghép như vậy lắp đặt lại đầy đủ chi tiết thành một cái tòa thành luôn đó. Nên con game này ý tưởng sáng tạo cái phần building của anh em là rất là tuyệt vời. Ngoài ra thì đương nhiên phải quản lý tài nguyên rồi gây dựng quân đội rồi sắp xếp vị trí nữa. Gunfight 20 giờ, tha hồ mà chơi luôn nè. Đây là chế độ sáng tạo nội dung nên em có thể làm rất nhiều thứ, tự biên tự diễn. Nếu như anh em mà cứ tầm map được á thì có thể là nó gần như con Dea Billion luôn. Con game 1 triệu vậy đó, đây nè. Đây là con game cũng cực kỳ nổi tiếng rồi. Game này không có Early Access, ra bản hoàn chỉnh luôn nên anh em có thể hóng nó rất là nhiều. Có bản demo thử sẵn đây, hoặc là anh em có thể coi cái bản demo tôi chơi góc trên bên link ở góc trên bên phải đó.
Mộng game tôi cực kỳ mong chờ nó luôn. Nhờ phép hành thì cũng rất là quen thuộc rồi, anh em nhìn là nhận ra ngay. Đây là một con game 2D chủ đề nó khá là cổ đi, nhưng mà nó rất là nổi tiếng. Hiện tại đang được mà marketing khá rầm rộ đó. Tôi thì cũng ít thử qua mấy dòng game 2D lắm, chủ yếu là coi thôi. Con này rất là nặng chất pixel luôn, nhưng mà cái art style đồ họa nó anh em nhìn thiết kế rất là đồng bộ với nhau nha. Góc nhìn nó cận cảnh, nhìn nó giống mà góc main phết á. Nhất là cái chiêu chém ba đòn rồi quẹt thì trên xuống, giống là nhân vật tóc đỏ trong Mega Man đó. Anh em mà thích cái sự hoài cổ cổ kính của mấy cái dòng 2D nhưng mà cái art style nó cực kỳ đẹp như thế này thì đây là một sự lựa chọn rất là thú vị. Tôi xem mấy cái trailer như thế này thấy rất là cuốn á, nhưng mà chơi thì chắc không chơi nổi đâu. Trình tôi chơi mấy game 2D này kém lắm, nhìn cực kỳ liên tưởng đến Command luôn, nhất là cái trò nhảy mà để lại mấy cái vệt bóng hay là mấy cái đòn chém ba phát hay mấy hiệu ứng effect này như thế này nữa. Thậm chí cả mà cái phần âm thanh mà audio mà VFX á, làm tôi cũng tưởng tượng như cái đó nữa. Mega Woman game cũng thú vị phết đó nhé. Wicked, Wicked. Một con game chủ đề nấu ăn, nền tảng cũng là pixel 2D nhưng mà con game này pixel nó sáng sủa hơn rất là nhiều, chi tiết vật thể cực kỳ nhiều luôn. Anh em nhìn một căn phòng rất là nhiều mấy cái vật thể trong này, hàng trăm cái vật dụng như đó, nên cái sự đầu tư về cái mặt đồ họa con game này cực kỳ ấn tượng. Game này chủ đề nấu ăn thôi nên anh em chạy qua chạy lại thu nhập nguyên liệu đi khám phá thế giới, nó gần như một thể loại nông trại trong cái thành phố này gì đó. Được cái đồ họa nó rất là đẹp, cái ấn tượng về cái art style đồ họa game này nhìn thấy là thích liền. Thì tất nhiên là đây là một con game không đơn thuần nấu ăn, anh em có thể đi phiêu lưu khám phá trò chuyện với mọi người, nó mang yếu tố nông trại một phần nữa, thậm chí có cả mấy con mà vật ở đây luôn đó, mèo nữa, phù thủy nè. Một thế giới cực kỳ đa dạng nha, anh em nào thích chiêu chiêu và giải trí thư giãn nào á, chơi thử con game này rất là nhẹ nhàng thoải mái luôn, nấu ăn đầy đủ hết. Nghỉ hè mà chơi mấy game này thì đúng thú vị, chiêu chiêu giải trí thoải mái, phong cách đồ họa cũng rất là đẹp. Thế giới quật bui thì thấy hơi ít tí nhưng mà chi tiết mấy cái asset vật thể như thế này rất là đẹp. Con gì đấy, nãy giờ không thấy hoàng thượng đâu, có hoàng thượng hình người chứ không có thấy hoàng thượng hình vật. Dâu Linh, một con game mà auto battle trong cái đợt Steam Next tôi thử qua cái demo rồi nhưng mà quên quay video lên cho anh em, bỏ tay luôn. Lúc mà chơi cái đoạn demo thì cái demo này nó cũng rất dài nha, anh em chơi trải nghiệm là 4 5 tiếng thoải mái nữa. Game này rất là ấn tượng về cái mặt mà đồ họa, hình ảnh, âm thanh, cốt truyện luôn cũng có nữa. Thể loại nó hay auto battle với mà bắt thú. Auto battle thì anh em đi sưu tầm mấy con thú trên vùng đất thế giới nè, đi khám phá bắt những cái con giao linh này, nó dạng như những cái linh hồn ma ám quỷ ám gì đó, rồi sau đó thu nhập nó về rèn luyện huấn luyện nó rồi giao tranh với hai bên thôi. Game rất thú vị, anh em nghe nhạc cực kỳ ấn tượng đó. Mình dàn quân hai cái đội hình lao vô bem nhau giải trí phết luôn. Thậm chí con game này nghe nhạc thôi là cũng biết nó hay rồi, không cần nhìn thấy gameplay nó như thế nào nữa. Tôi nhớ trong cái đợt mà demo tôi chơi tôi cuộn cuộn nhìn thử cái danh sách đó là 100 đến 200 con thú lận, rất là nhiều luôn. Nên game này là một trong những game mà tôi rất là kỳ vọng trong cái đợt tháng 7 này, wishlist nó rất là hóng luôn. 3.000 thì con số này tôi nghĩ cực kỳ ít đó. Nó làm cái mặt cũng hài hài phết nha. Animation làm cũng rất mượt mà nhẹ nhàng nè, nhất là cái góc nhìn 2D chiều ngang như thế này, lại thêm mà tiến hóa nữa hả. Fukachi Giao Linh game hay, đây là một con game mà tín đồ indie như tôi sẽ rất thích nó đó, không ai muốn phải chết. Polo số đẹp với ha, 9.000 tròn luôn. Đây là không phải một con game hành động hay là FPS bắn súng gì đâu, anh em nhìn cái thẻ tab chính của nó là Detective View, tức là thể loại trinh thám phá án đó. Đây cũng có thẻ này nữa nè, nên trong con game này nó dạng giống như anh em nhập vai phiêu lưu kể chuyện nhiều hơn. Đồ họa nó thì cực kỳ ấn tượng rồi, anh em nhìn cái nào giao phích ánh sáng mấy con ngọn lửa lần này hiệu ứng là cực kỳ tuyệt vời luôn. Game này thì chắc anh em đi mà tua ngược mấy cái dòng thời gian như thế này, tìm kiếm manh mối, khám phá, điều tra cái nguyên nhân bí ẩn rồi thôi, nên tôi nghĩ game này rất là nặng về tiếng Anh đó. Mù mà như tôi thì không biết có theo nổi không, chứ những cái chủ đề này thì tôi rất là thích. At least we have a theory of the crime.
Mình đi thu nhập những manh mối, những cái bằng chứng từ tội phạm trong cái vụ án này. Game này hình như tôi có nhận key rồi thì phải. Để hồi tôi mò mò lại coi thứ này. Nhớ mang máng vậy chứ không biết bản game này không. Nhưng mà nãy giờ tôi thấy cái bối cảnh nó đều xoay quanh một cái tình huống là cái cây ngay chính giữa này nha. Đó, chỉ có một cái bối cảnh duy nhất thôi. Tôi không biết con game này đó ra ngoài nè. Nguyên một cái thành phố hoang tàn luôn. Thậm chí có súng ống giờ không biết có bắn không. Không có bắn thì nó giống con Quantum Gate á. Thế giới bối cảnh Cyberpunk rất hiện đại nha. Đó, phải ra những cái thế giới bối cảnh bên ngoài như thế này. Rất ấn tượng, con game Halo 98 gì chà phá. Nguyên cái đoạn đầu con có cái video á thì nó chỉ tập trung vào cái này phần lớn. Tôi nghĩ là có một cái cảnh duy nhất trong game này thôi. Nhưng cuối cùng nó ra một thế giới bên ngoài rất ấn tượng luôn. Rất nhiều cái mà hình ảnh cực kỳ epic như thế này, như một bộ phim viễn tưởng đích thực chứ. Ok, đồ họa trong game mà được như thế này là tuyệt vời lắm đó nha. Cái phim gì mà trên Netflix cũng có cái những nói về cái tương lai tăm tối u tối như thế này nè, có gắn cái đĩa ngoài sau gáy á để lưu trữ ký ức á, người giàu người nghèo đồ muốn mà nhập xác vô ai thì cứ cắm cái đĩa đó vô cái sau gáy đó. Phim đó tên gì quên tiêu rồi, mấy phần sau thì nó khá là tệ nhưng mấy phần đầu nó rất là hay. Con này thì nó kể chuyện nhiều quá, thêm cái yếu tố điều tra phá án nữa. Nó không biết giống con này không, Quantum Gate. Con này hình như có bị khóa nè. Anh em có thích con game nãy có thể thử thử con game này, nó vẫn là vào cốt truyện điều tra đi phá án vậy đó, không có nặng về phá án nhiều quá. Nhưng mà nó cũng có một cốt truyện bối cảnh viễn tưởng thế giới tương lai dòng thời gian đi có nhiều thứ. Một con game 2D đồ họa rất là tuyệt vời luôn. Tôi nhớ hồi trước là trên VUZ có một anh em hỏi tôi về con game này, tôi cũng lướt lướt xem thông tin của nó rồi. Game này của Humble Game. Humble Game thì anh em mua mấy cái gói Humble Bundle thì chắc cũng quen rồi. Game này 2D nhìn rất là độc đáo nha, đậm cái nét mà châu Á mình luôn á. Nhìn cái hạt tay, cái phong cách đồ họa, mấy cái bách gao làm cực kỳ chi tiết nữa, thiết kế tạo hình boss đồ nhìn rất ấn tượng. Đầu bếp gì chiên cần quá vậy. Làm mấy cái mà VFX như thế này nhìn đã phết đó chứ. Soul Line Micho Goibia cũng hoàn hình Logger rất thú vị. Xem thử cái trailer nữa này, đồ họa đẹp quá. Cái tông màu nó như mấy cái bộ phim hoạt hình Ghibli thời cổ cổ luôn á. Nhạc thì mang đậm cái nét là mấy cái nhạc cụ Á Đông của mình. Game này thì nãy giờ tôi chưa thấy đánh đấm nhiều, mấy chủ yếu là mấy cái đoạn mà yếu tố di chuyển mua mạnh như thế này thôi. Rồi mà đánh thì hầu như toàn là good cho boss không à, đi đánh boss liên tục, ít thi đánh quái lắm. Lập rồi, lập lại trailer rồi, có mấy con quái nhỏ nhỏ nè. Có hồ ly chín đuôi luôn. Đúng là bối cảnh Á Đông của mình, mấy con quái vật này bên Nhật Bản họ thiết kế ra thì quá là đẹp. Thống Việt Nam làm mấy cái truyền thuyết dân gian hay mấy anh hùng dân tộc rồi đó. Con đường hoa sen xanh á. Ti này là màu xanh á. Đây là con game mà nó đã delay từ cái tháng 5 tôi rất là hóng sang đến tháng 7 này, Northland. Còn game chiến thuật chung quản lý chiến thuật và xây dựng rất nhiều thứ, anh em nhìn vào nó thì sẽ nhớ đến cái dòng game mà Game World á. Mình sẽ xây dựng một cái quân bất của mình, phát triển nó, thương mại với những cái đối tác bên khác. Gameplay nó rất chiều sâu, rất là chi tiết luôn. Mình phải học tập rèn luyện đội quân về xây dựng chính trị, quân sự, tất cả mọi thứ. Chứ không chỉ đơn thuần là quản lý mấy thằng dân của mình. Nó còn phân cấp ra quý tộc, thường dân, nông dân gì nữa. Thậm chí mình có thể là đang nói à, có cảnh 18 cộng. Tôi nhớ không nhầm thì đâu đâu khúc này nè. Đó, tôi xem cái trailer rất là thuộc lòng luôn rồi. Mình có thể bắt cóc tống tiền rồi thuê người ám sát rồi bắt tay hòa bình rồi giao lưu với các bên nước láng giềng, rất là nhiều thứ để làm. Xây dựng đơn thuần khai thác tài nguyên rất là nhiều thứ. Anh em có thể chơi cái bản demo mà nó giới hạn một số ngày á. Bản demo này hiện tại họ đã gỡ rồi. Mà không biết sao trên máy tôi nhớ vẫn còn nha. Vẫn còn bản demo vẫn chơi được luôn, mặc dù họ không để đến đây.
Tôi không biết mà sau cái đợt delay 2 tháng thì có vấn đề gì với game này không, chứ tôi rất hóng luôn. Game này không có giai đoạn early access mà ra cái bản phát hành đầy đủ, nên tôi rất quan tâm game này. Game này nó rất có chiều sâu, đủ thứ để anh em có thể làm trong này hết. Nào thì phải quản lý trong nước rồi đối ngoại, nội đối ngoại rất là nhiều thứ. Lo chuyện vợ con của mình 14 tuổi là nó đòi đi lấy vợ lấy chồng, cũng phải đi qua hàng xóm đầu mai mối tìm cho nó. Không được thì mình đi bắt cóc công chúa hay là hoàng tử khác vậy cho nó luôn. Rất là nhiều thứ. Thôi, đây ông game người rất là hóng Ngọc Lan. Game này thì trong cái sự kiện Summer Game Fest nó nhắc đến khá nhiều. Trong cái là Steam Next Fest gần đây cũng có bản demo để anh em thử luôn. Nó là dạng con mà Soulline. Tuy nhiên thì Soulline này nó cũng chưa là thực sự gọi là 3A đâu. Nó chỉ ở mức tương đối ổn áp bình thường thôi. Bây giờ anh em vẫn thể trải nghiệm được cái bản demo. Tôi cũng đã thử qua chút chút rồi. Soulline này tương đối bình thường. Nhưng mà anh em có thể mà dùng nó để giải trí à, cơ bản cũng vừa đủ. Một búa một kiều, một kiếm một kiều chứ nhầm, cũng ai là không phải một búa một liềm. Những cái cinematic rất hoành tráng nha. Vô game thì anh em cảm giác đánh nó hơi yếu hơn chút, không có lực va chạm vô quái nhiều. Tôi không biết thì sau này họ có chỉnh sửa nhiều không, nhưng mà cái đợt demo đó đến bây giờ thì cái khoảng thời gian quá ngắn đi, nên tôi nghĩ là những cái khuyết điểm cơ bản như vậy nó không còn nhiều. Làm cái trailer mà chiến phết đó chứ. Sau cái đoạn mà Summer Game Fest không trình bày cái trailer này để người ta mà mãn nhãn đi. Có double zoom luôn nha. Hello man. Fight me to die. Phải chiến đấu với ta đến chết. Pin lock. Bùm. 18 tháng 7 năm 24. Đây, có lịch ra mắt cho anh em. Của là 4A game luôn. 44A luôn. Chứ không phải là 3A nữa. Mấy cái mà graphic upset được dựng lên render là như thế này nhìn rất là mướt mắt luôn. Nó thể hiện cái chất lượng đồ họa 10 trên 10 đó. Có thể máy tính bây giờ thì nó không có chịu nổi đâu. Nên chắc 10 đến 20 năm nữa anh em có thể chơi những con game đến cái nền đồ họa cực kỳ chất lượng như thế này. Game này cũng được, khá thú vị, giá game cũng tương đối rẻ nếu như mà chất lượng con game nó thực sự tốt. Không có early upset đi nha, ra mắt phiên bản đầy đủ luôn. Bản demo đây, anh em có thể thử qua nếu anh em thích. Tiếp theo là một con game lại trái ngược với game này. Nó mang yếu tố là giải trí thư giãn, relaxing rất là nhẹ nhàng. Anh em đi phiêu lưu khám phá những cái câu chuyện kể về những người ở đây, những người bị mất đi chiếc bóng của họ. Game này thì dev có gửi tôi rồi, nhưng mà đến gần gần ngày ra mắt thì tôi mới chơi. Có thời gian rảnh tôi thử qua. Game này nó dạng mà phiêu lưu khám phá. Đây có lẽ mà thư giãn giải trí nữa nè. Rất là nhẹ nhàng thoải mái. Anh em nhìn cái tông màu nó kết hợp gần như là đơn màu luôn đó. Trong mỗi cái khung cảnh thì nó lại tái hiện một cái màu sắc khác nhau. Mình sẽ di chuyển qua những cái chiếc bóng này, tìm hiểu những câu chuyện kể đằng sau đó. Cái này chuyển qua tông màu xanh nhìn rất là mát mẻ nha. Chứ cái tông màu vàng hồi nãy nó nắng nóng thì cực kỳ nóng luôn. Điều này cái điểm mà đồ họa nó tôi thấy rất là ấn tượng đó chứ. Nhìn nó rất là đơn giản nhưng mà nó lại đẹp. Cái bối cảnh chung của nó gọi là cái góc nhìn vĩ mô á. Anh em nhìn bao quát toàn bộ cái bối cảnh bên ngoài á, nhìn nó rất chi tiết, cực kỳ sống động luôn nè. Từ cái mặt nước hoa sen cho tới cái bóng người. Điều này chủ yếu anh em là mua mành di chuyển giữa những cái bóng này, tương tác một chút với môi trường vật thể. Đơn giản vậy thôi, nên yếu tố thư giãn giải trí nó rất là nhẹ nhàng, nên tôi cũng rất là thích cái dòng game như thế này luôn. Gần 10.000 lượt follow là rất thành công đó. Tôi chắc không biết list đâu, tại vì game này tôi có rồi, bữa nào rảnh thì tôi sẽ chơi thử. Này, chúng ta qua game mới. Vẫn là một con game thuộc mà con game này không có nói chính xác là thuộc thể loại gì được, nó rất là đầy đủ luôn. Đừng phiêu lưu khám phá, hành động giải đố cho tới là nông trại giải trí thư giãn gì đủ hết. Mình là hướng dẫn viên du lịch đó nha, nhưng mà trang bị vũ khí tối tân đầy người luôn, đi ngao du giữa các thế giới, khám phá đầy đủ cái bí ẩn hết. Yếu tố hành động nó cũng rất là tốt. Cái phong cách đồ họa này nó kiểu na ná như con Hi-Fi Ghost á, nhưng mà nó làm theo cái kiểu mà chi tiết như vần vện hơn tí. Con Hi-Fi Ghost á thì nó làm cũng là lên cái nét biên nó đậm hơn. Con này thì làm chi tiết thêm nhiều. Cảm giác là nó hơi bị mà dơ dơ sao đó. Rất là khó nhìn nha. Đó, có yếu tố giải đố, có yếu tố hành động luôn. Rất là nhiều thứ trong game này để anh em có thể chơi. Cover game hả? Cover game thì chắc tôi sẽ nhận được key sớm thôi. Cover game thì tôi giveaway cho anh em rất nhiều con game này à. Nè, mấy game này thì tôi đem giveaway cho anh em chứ cũng có trong đó. Nhất là cái con Forkin 2 tôi giveaway cho anh em chắc cũng 4-5 game này. Human Last Art rất nổi tiếng nè.
Game này thì không biết tôi có chơi không, phong cách đồ họa nó cái thể loại rất ấn tượng đó, đầy đủ rất là nhiều thẻ luôn, nhưng mà phong cách đồ họa này nhìn chói mắt quá, không hợp với tôi cho lắm. Tôi thích cái sự đơn giản nhẹ nhàng như cái thiết kế nhân vật này hơn, nhưng mà lên cái background cảnh nền thì nó cực kỳ chi tiết, rất là sắc màu. Thôi chúng ta qua một con game 3A của bên này Namco đi. Capcom chứ, nhầm nhầm, Sugi. Capcom nên giá game thì gần như là kịch trần. Game này mấy cái đoạn trailer nó tung ra là rất ấn tượng nha, anh em nhìn thử nè, gần như là cái thể loại nó rất là kỳ lạ luôn á, nó lai giữa 2D 3D mà góc nhìn ngang ngang. Anh em chơi những con game mà chơi PlayStation 2, PlayStation 3 hồi xưa đó, Onimusha đồ chẳng hạn, thì anh em sẽ nhớ đến cái kiểu mà camera nó quay như thế này theo cái chiều ngang, hướng 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 chiều ngang. Những con cái con game mà God of War hồi đầu á, hình như là nó cũng có cái góc nhìn ngang ngang như thế này nè, nó cũng hơi hướng lên cao hơn tí, nhưng mà cũng có một cái số cái dòng á, nó lại nhìn xuyên ngang rất là nhiều, nó vừa mà nền tảng 2D lại vừa thêm 3D nữa. Game này thì cái đồ họa nó rất là gối luôn, anh em nhìn nó cực kỳ ảo ma luôn nè. Tôi nhớ mấy đoạn này có nhạc đồ hay lắm mà ta, không lẽ họ không đưa cái trailer nó lên, không đưa rồi. Tôi nhớ hồi xem mấy sự kiện như là Game Awards của năm ngoái gì đó, rất là nhiều. Mình là cầm cái cây phất trần này nè đi quạt quạt. Giờ này cái đồ họa chi tiết nó làm rất nhiều thứ à. Bây giờ lại làm như mà con game đối kháng luôn rồi. Animation làm rất là mượt luôn, múa liên tục luôn á. Pháp sư chư tà, coi lại cái tựa game ấy, con đường của mà nữ nữ thần á. Sử dụng tất cả cái gì bạn có để chiến đấu với mà quân địch. Sao bắt đầu nó chuyển qua cái thể loại thẩm thỏm như thế này rồi, múa rất là đã luôn nha. Game này nhìn rất là mãn nhãn đó, có cả yếu tố chiến thực thời gian thực trong lúc mình đây không, mình có thể đưa cái đội quân mình trong lúc giao tranh là điều khiển họ ra lệnh nữa. Phải ghi hay gì có đỡ đòn luôn kìa. Game này múa rất là nghệ luôn, cách kêu đầu nhìn rất là mướt mắt mãn nhãn luôn á, mấy cái effect là hiệu ứng hình ảnh đầu nhìn cực kỳ ấn tượng. Willis Willis giá game này thì tôi bó tay rồi, với lại là trình độ tôi nó cũng kém lắm già cả rồi, nên chắc là chủ yếu là xem anh em là chính. Game này nó vừa cái mà anh em nhìn kỹ mấy cái phần asset của game á, mấy cái mô đồ đó thì nó không cực kỳ chi tiết sắc nét đâu, nhưng mà nhìn cái bối cảnh chung của nó tạo thành một cái thế giới đó, rất là đã mắt luôn. Nhìn tổng quan thì nó cực kỳ đẹp đó, tại vì cái góc camera anh em nhìn thấy nè, nó gần như là theo cái góc nhìn ngang nên nó không có zoom vô được rất là nhiều thứ bên ngoài, cái góc nhìn nó gần như cận cảnh đó, đó nó zoom vô nhìn rất là gần. Nhưng mà nhờ cái sự mà zoom vô gần đó thì trên cái màn hình nó sẽ hiển thị là giới hạn những cái vật thể thôi, nên những cái vật thể đó nó làm rất là nổi bật luôn. Được, game này rất ấn tượng. Bên địch thì có nguyên một đội quân ma, còn bên mình thì có thể là gầy dựng nguyên một chiến binh loài người như thế này nè, một đội quân người đi đánh với nó, hai bên giao tranh. Thì chủ yếu mình vẫn là điều khiển cái nhân vật này thôi, nhưng mà vẫn có thể ra lệnh cho những cái người ở hậu phương. Game này giá này thì chắc cũng 2A rưỡi rồi, không tới 3A. Đây là một con game thể loại tower defense, nó tương đối đơn giản, bám sát những cái gì truyền thống. Anh em nhìn vào thì sẽ nhớ đến cái dòng game mà World of Warcraft hồi xưa, nhớ những cái bản mod TD, có cái chữ TD này nè, viết tắt Tower Defense nè. Thì game này tôi cũng đã chơi cái bản demo rồi, anh nó cũng hơi khó một tí đó. Nó bám sát cái sự cơ bản nên nó đơn giản rất nhiều, nhưng mà cái sự đơn giản đó mình cần phải tính toán vào rất nhiều thứ khác, cân bằng từng cái đồng xu tiền vàng trên này luôn, từng cái công trình xây lên phải tính toán hết, chứ không phải farm bậy bạ tràn lan được. Anh em có thể xem cái đoạn video vừa chơi cái trailer này trong sự kiện tại Time Effect ở góc trên bên phải. Game này cái màu sắc nó hơi nhạt nha, tôi cũng có thử mà render lại mấy tấm ảnh vô chỉnh trong cái phần gạt màn hình để cho nó lên màu rất là đẹp luôn. Đây anh em có thể xem hai tấm ảnh mà tôi render màu nó, cái này bản gốc nè, cái này tôi lên màu nè, cái này là lỗi rồi, lên màu hơi đậm rồi nên anh em nhìn nó rất là chói. Tôi còn một cái tấm ở giữa giữa hai cái tấm này nữa, tấm này là màu mặc định của game, tấm này tôi đã scale màu lên rất là nhiều, còn một tấm ở giữa rất là đẹp mà tôi đem nó làm tấm thumbnail của game này mất tiêu rồi. Được, game Tower Defense khá thú vị.
Trời ơi, sao giờ này mà mạng nó lại không dậy nữa. Con game này là chủ đề thế chiến thứ nhất, nếu như tôi nhớ không nhầm, tôi đọc ra đâu khá lâu rồi. Game này là Ai của ai cũng không biết T17 đúng nên giá game nó luôn luôn là rất là cao, 400k. Giá này chắc khoảng 2 đô some đó. of these T17 PC bây giờ thì graphics giá game nó kịch trần hết trơn này, nên tôi không thể it hy may vọng được be cái a giá game true tốt này. high end. Nếu như tính cái giá Maybe 20 one đô thì day có thể là nó tương đối rẻ, nhưng mà giá 40 45.000 này that tính theo Việt goes Nam my đồng của mình eyes không có open trả wide. giá. Thì tôi nghĩ là nó quá là cao đi cho mấy con game của T17, mặc dù rất chất lượng luôn. Game này chủ yếu là nó pixel 2D, I have không phải no idea 2D what dạng that 3D means. nhưng mà góc nhìn xuyên xuyên như thế này nè. Hunt Nó some về chủ đề thế scavenger chiến thứ on nhất Battlefield Hill. nên nó thường là đánh mạnh vào cái yếu tố cốt Tend to truyện think với about mà những cái gameplay trải nghiệm nhiều hơn là cái phần gameplay nó chi and tiết phức tạp. where do flowers appear. Nên game này anh em chịu khó là chơi nếu như anh em God mà knows thích cái bối where cảnh thế best to giới với begin. cái thời kỳ chiến tranh như thế này, muốn khám You phá don't tìm hiểu need thêm nhiều to thứ and thì có thể simply thử qua được. know. Phong cách pixel nên cái Railroads nét đẹp don't của nó vẫn travel là quite có so cái ấn fast. tượng riêng nha, chứ không phải Bullet pixel là trails xấu đâu, verse and nên bust mới có cái khái niệm gọi là pixel art á, where gọi Earth là từng away cái from điểm nghệ this thuật nó rất planet. nhiều. Mấy tấm này, mấy tấm hình nền này thì nó vẫn xây qua xây lại nhiều thứ thôi, không biết có yếu tố giải đố không. Có kinh dị nữa hả ta, sinh tồn kinh dị à, bối cảnh nó rất là tăm tối luôn, chiến tranh mà. Tôi nhớ còn một con game chủ đề chiến tranh nữa thì phải. Chúng ta qua game mới đi, trái ngược với con game nãy luôn. Con game này rất là nhẹ nhàng, The Star Name LS, thư giãn thoải mái. Nó có mà một tí yếu tố giải đố nữa, nhưng mà giải đố thì dạng phân tích cơ bản thôi, chủ yếu anh em vào con game này ngắm cảnh rồi sau đó là thư giãn đầu óc một tí cho nó nhẹ nhàng mọi thứ. Daddy, Mở bức thư ra lướt lướt nhiều thứ, game này rất là nhiều cái góc cảnh nó đẹp have nha. you ever looked Đó, forward giải đố to thì cũng tương đối opening nhẹ your nhàng như thế này, eyes? xoay qua xoay lại rồi kéo thả lít tích. Game này thì tôi cũng đăng ký nhận kỳ rồi, nhưng mà Have you ever chắc còn lâu mới looked phát hành forward nên to cũng chưa biết ra opening sao your nữa. chasing Đây là một thể loại mà tôi rất là thích only chơi. to find it right in front of you? Mình có thể chụp vài tấm ảnh để lưu trữ làm kỷ niệm hết đó. Hay là You cái yếu see, tố chụp ảnh thì cũng là giải đố luôn. everything shines. Everything. Tất cả mọi thứ đều tỏa When you sáng. gaze at the stars also gaze at you. Đẹp, They do nhìn not cái khung fade hình này rất là away đẹp luôn. just because you close your eyes. Lay sim. Ồ, rất nhiều giải thưởng như này luôn hả? Trời ơi, nhìn game người ta giải thưởng rồi kìa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gần 15, 20 cái giải thưởng vậy đó. Mấy cái này là phải có những cái tổ chức đứng ra họ công nhận game đó. Nên ở Việt Nam mình gần như là không có tổ chức đứng ra nào cả. Việt Nam mình có một giải duy nhất mà tôi nhớ gần đây hình như là game Versus gì đó, vũ trụ game Việt Nam đó. Thì đa số vẫn là những con game mà mobile là chính. Có là hai con game của Việt Nam mình vô đó là God of War Fan với mà Legend Hobbit. Tôi chỉ nhớ mang máng vậy thôi, còn lại mấy con game khác thì không được phát triển chính ngạch nên cũng không có tham gia cái sự kiện đó. Nhưng mà Việt Nam mình thì chỉ có duy nhất cái giải đó. Nếu như anh em đọc cái giải đó thì có thể gán vô cái trang tem phép đây nè. Nên vẫn hy vọng một ngày nào đó Việt Nam chúng ta thì có cái cộng đồng đồng game mà phát triển mạnh thôi, được sự hỗ trợ của chính phủ là tốt. Rồi, clip game này rất là hóng nó luôn. Bây giờ qua con game nông trại vẫn là cái thể loại mà đồ họa pixel thôi. Nó giống giống với con Novaland đó, con này có tên là Phalan. Nông trại nên là nó rất đơn giản. Mình đi chủ yếu là hái lượm trồng trọt thu nhập gấp tinh building. Anh em tính đồ nông trại thì chắc là thích con game này. Đồ họa nó thuộc cái kiểu mà cũng vừa hiện đại là vừa có cổ tích luôn nha. Nên máy móc, mấy công trình thiết bị trong này nó cũng rất là độc đáo. Mình vẫn phải đi trò chuyện tương tác với những người xung quanh như thế này. Nhìn nó rất là ngộ ngộ sao. Con này với con Novaland thì tôi không biết nó có liên quan gì với nhau không. Đây, Novaland này đây. Nó cũng kiểu na ná như thế. Tôi thì cũng không có chơi mấy dòng game nông trại này nhiều, tại vì cơ bản là cái quỹ thời gian nó không có nhiều để mình có thể thử qua những cái dòng game như thế này. Novaland thì nó cũng là dạng nông trại xây dựng tương đối tương tự như thế. Con này thì nó đậm chất cái bối cảnh vũ trụ nhiều hơn. Con này cũng có vũ trụ nhưng mà xoay quanh thì những cái quen thuộc như thế này, đi khai thác tài nguyên trồng trọt cây. Bây giờ là một con game mà chắc anh em, một số anh em sẽ biết đó. This week will be an unusually mild and pleasant week with temperatures Game này thì expected nó to đã reach ra mắt high of tới phiên bản thứ 80 sáu degrees rồi. today. Hope you have a wonderful Sunday Đây afternoon. là một cái chuỗi những dòng game hành động luôn. Năm phần trước thì nó do của Sunlord phát triển.
Game này lối chơi nó rất là đơn giản thôi, tuy nhiên nó lại mang cái yếu tố gây nghiện nghiện rất là nhiều. Anh em nghiện vô cái dòng game như thế này, tấn công bắn súng liên tục, chiến đấu chống lại mà các thế lực hoàng tinh đó, từ robot cho tới người hoàng tinh cho tới quái vật vũ trụ rồi tới mấy con bọ gì rất nhiều thứ, nó hài hài bữa bữa trong biếm như thế này nè. Đó, nhìn cái mà cái kiểu game này nó rất là cổ cổ dữ lắm rồi, họ vẫn giữ phát triển trên cái sụp Enia rất là cũ luôn. Nhưng mà giá game thì không có rẻ đâu nha, anh em nhìn nó cũ cổ như thế này chứ giá game là nó chát nhách luôn, khoảng là 60 đô luôn á mới được cái giá như thế này. Nhưng mà lượt follow con game này cũng rất là cao nha, tại vì đơn giản là người ta chơi nó từ những cái thời đầu bây giờ, nó gần như một cái tuổi thơ vậy đó. Vô đây thì nó render lên mới nhìn được đẹp đẹp đỡ đó, đỡ hơn tí chứ không gọi là đẹp đó, chứ nhìn tổng thể thì nó vẫn là gây gốc rất là xấu thôi. Anh em vô một cái đội quân được chính phủ tài trợ, mục tiêu duy nhất thì bảo vệ trái đất. Cốt truyện nó rất là đơn giản như vậy, gameplay nó cũng đơn giản luôn, chạy bắn và bắn tất cả mọi thứ xuất hiện trên màn hình rồi đó. Trước đó thì nó đã ra 5 bản rất thành công rồi nên người ta rất là hỏng bản 6 này, mặc dù giá game nó không có rẻ, 53 đô mà giảm 10% rồi, vậy giờ giá gốc nó khoảng 60 đô á. Rồi, chúng ta qua một con game có thể co-op với bạn bè 2D, nền tảng platform rất là nhẹ nhàng. Lodcutter Ali giám xét đó ta. Hàng gì, tôi thấy thông tin con game này mới hé lộ gần đây mà nó đã ra mắt rồi, hóa ra vẫn là giai đoạn Ali giám xét. Game có thể co-op lên tới 4 người bạn luôn. Nó tương đối giống như những con game mà trước đây thôi, có rất nhiều con game co-op 4 người màn hình ngang như thế này rồi. Mỗi người thì sẽ fix một nhân vật có một đặc điểm riêng, vũ khí riêng hay là kỹ năng trang bị riêng gì đó. Đổi sang Single Laser hả? À tôi nhầm qua con game kia rồi, Single Laser thì đủ. À tôi nhầm qua con Woodwork. Con Woodwork lần trước đại ca 5S chơi thì nó Ali Upset thiệt, còn con này thì vẫn Ali Upset luôn, nhưng mà nó Single Laser. Cũng khá thú vị lắm nha, tuy là 2D á, góc nhìn xuyên xuyên như thế này nhưng anh em vẫn có thể di chuyển lên xuống như thế này để mà mở rộng cái phạm vi hoạt động ra, để mà mình có thể né kill. Ừ, mấy con game 2D thì anh em có một góc nhìn duy nhất là chiều ngang như thế này thôi, nhảy lên nhảy xuống nữa, nên bây giờ anh em có thể di chuyển lên xuống để né kêu nhiều hơn nữa. Ôi mình có thể gọi đệ nữa hay gì ta, chứ con game này nãy có một Single Laser mà sao team mình nó lại đông như thế này. Boss ngủ lòi luôn trời. Đó, boss là phải gì chứ. 2024 Alien Upset Center Studio. Này có like co-op nè. Trời này nãy có mắt đôi nó như bị mù á. Anh em thông cảm đi, chứ giờ lúc này tôi quay cái video là 1 giờ mấy sáng rồi. Đó, gần 2 giờ sáng rồi đó. Tại vì thứ bảy được nghỉ buổi sáng à, chủ nhật thì lại bận rồi, nên tranh thủ lúc này. Đây là một con game mà anh em chắc cũng khá quen thuộc với nó rồi, Kingdom Gate 5. Kingdom Gate thì nó quá nhiều phiên bản rồi, thực tế mấy cái phiên bản gần đây á, nó không có cải tiến gì nhiều, nên người ta đánh giá nó lặp đi lặp lại quá nhiều luôn. Anh em hồi xưa chơi con game này có thể chơi qua cái bản trên mobile điện thoại á, rất nhiều thứ. Ngoài ra một điều nữa là con game này nó cài cuốc cực kỳ nhiều luôn. Tôi thì cũng mua đủ các phiên bản trên máy tính rồi. Hồi xưa thì chơi thuốc trên điện thoại, sau này mua lại trên máy tính chơi. Nhưng mà chơi trên cái máy tính chả biết sao nó cứ gáp liên tục, rất ức chế luôn. Nên cuối cùng thì vẫn mua để đó coi như là hoài niệm về quá khứ thôi. Hồi xưa mình chơi thuốc trên điện thoại. Cái gameplay nó thì không có trình bày nhiều trong cái đoạn trailer này đâu, chủ yếu là cinematic thôi. Tại vì cái gameplay nó thì quá là quen thuộc rồi, có nhiều cái loại trụ, nhưng mà một số cái lá thì go ra là hết đó. Trụ thì cũng rất nhiều loại quen thuộc luôn, summon nè, stun nè, điện nước xét đồ pháp thuật đâu nè, rất nhiều thứ. Rồi mình có thể là điều khiển một cái mà Hego của mình nữa, đưa vào trận chiến. Hego thì đương nhiên có kỹ năng, có thể di chuyển linh hoạt khắp mọi nơi trên bản đồ. Nhưng mà lúc trước tôi chơi cái bản cũ thì cài cái Hego này đúng mệt luôn đó nha. Game này cũng được, giá game rẻ rẻ tới nha anh. Cuối tháng này chúng ta sẽ có một con game thể loại chiến thuật và dân thực. Game này anh em nhìn vào nó thì sẽ nhớ nó rất là quen thuộc luôn đó. Cảm giác quen thuộc thôi chứ không phải là nó là cái bản cũ. Từ cái thiết kế giao diện cho đến bối cảnh hay là thao tác điều khiển UX UI hay là những cái phương thức mà như thế này. Anh em nhìn cái giao diện nó sẽ thấy nhớ đến cái dòng game mà TarCraft World Cup hồi xưa, cách đây khoảng 15-20 năm á, nhất là mấy cái bản phiên bản đời đầu. Thời đó thì Việt Nam mình cũng là mới ngấp nghé cái thị trường game thôi. Mấy cái giải đấu TarCraft World Cup vẫn được chiếu trên TV, gọi là thế giới đấu với nhau nhưng mà
phần lớn vẫn là mấy anh hàng giàu múa phím với nhau là chính, chứ thực ra ít ai cạnh tranh nổi với Hàn Quốc về cái mảng này lắm. Bây giờ thì cuối tháng này chúng ta có một con game chính thực là gian thực với cái lượng follow rất là khủng khiếp luôn nha, 63.000 người ta rất là trông ngóng con game này, hy vọng nó tái hiện lại được những gì mà cái con mà ta cáp đã làm được. Anh em nhìn cái giao diện, cái bút con điều khiển cho đấy là cái phần thiết kế nó rất là giống cái bản là gốc đó luôn. Đây, nhìn từ tạo hình quá vật anh em cũng sẽ có liên tưởng về cái đó. Game này thì bây giờ nó đã có giá rồi, anh em vẫn có thể chơi single laser thì anh em có thể đánh với máy hoặc là chơi một số cam file đã đặt ra, chơi với máy hoặc là i3-3 co-op nè, nhưng mà cái chủ đề chính game này vẫn là chơi PvP với người khác thôi, game cũng có tiếng Việt trong đây luôn nên anh em có thể tạo hồi trải nghiệm. Vẫn là xây dựng công trình kiến trúc rồi đem đi bên nhau với bên khác, mỗi glass thì đương nhiên có đặc trưng khác nhau. Cái này giống tộc Zed quá hả, cái tộc mà thú á, còn cái này giống mà Tigan, mấy cái tộc mà rất là hiện đại, đi tới đâu là xây cái biên kim cương cái đó. Cái đoạn code mà cái gì hết me my money gì đó, give me my money gì. Hồi xưa là chúng ta chơi mấy cái đoạn cheat code đó thì đâu có là Google hay là cái gì đấy đâu, đi hỏi thăm là chính, quán net đồn với ai có cái cheat code đó là được. Đó là cái thời kỳ đầu tiền thân của internet nè, bây giờ nó vẫn giữ cái mà phong cách cổ cổ như thế này nhưng mà cái giao diện nó mang tính hiện đại hơn. Kiểu này giá cũng tôi nghĩ cũng khá là mềm đó, tuy nhiên nó lại có phần thanh toán trong app nữa, dưới đây lại thêm ba cái DLC nữa thì tôi không biết mấy cái này có ảnh hưởng nhiều không, hy vọng chỉ là thay thế mấy cái skin thôi. Nếu con game mang tính chiến thực đối chọi với nhau gay gắt như thế này mà pay to win nữa thì mệt lắm. Rồi cuối tháng này là một con game tôi cũng rất là kỳ vọng luôn, con game cuối cùng trong danh sách này, Min Between Worlds. Game này cái nền tảng đồ họa nó tôi thấy là cực kỳ đẹp, rất là ấn tượng luôn. Game của mấy anh Trung Hoa đại lục nè, hàng xóm của chúng ta đó, nói về cái bối cảnh tương lai, nhưng mà phần lớn gameplay con này nó mang cái yếu tố mà tiểu thuyết tương tác là chính. Tiểu thuyết tương tác thì thường nó sẽ đi kèm đến là chơi match master, anh em có thể đưa ra những cái lựa chọn khác nhau trong nhiều cái trường hợp tình huống, nó sẽ dẫn đến những cái kết cục, những cái tình huống phát sinh mới nữa. Dung bối cảnh nó rất là cyberpunk luôn nha, nhìn cái thành phố cực kỳ hiện đại như thế này, cái cảnh nền nó bách giao cũng thiết kế cực kỳ tuyệt vời nữa. Game này không đơn thuần là 2D đâu, nó dạng như 2D rưỡi, bản gốc của nó thì vẫn là 3D thôi, nhưng mà nó truyền tải cái góc nhìn màn hình ngang 2D rưỡi cho chúng ta. Nhìn mấy cái mà bách giao này nè, cực kỳ ấn tượng luôn, một cái thành phố cyberpunk hiện đại nó hiện ra. Game này là của Trung Quốc nên là cái nét văn hóa của họ có phần giống mình nên em sẽ bắt gặp rất là nhiều cái khung cảnh quen thuộc trong này, từ cái cửa hàng, nhà hàng, quán ăn hay là mấy cái tiệm buôn bán đồ vỉa hè rồi đó. Trong cái đoạn trailer này tôi không thấy có lời thoại gì luôn á, cái câu duy nhất tôi thấy là cái chữ du du gì đó, còn lại thì không có thấy gì nữa. Và trailer thứ hai coi anh Beerborn là hai màn hình máy tính à, đây có mấy cái khung hộp hội nè, nó vẫn mang đậm cái chất mà hiện đại luôn, xcp đây, mấy cái bách giao, mấy cái cửa hàng quán ăn đồ nhìn nó rất là có chất Việt Nam mình. Mấy anh Trung Hoa làm game thì văn hóa ảnh hưởng đến mình nhiều lắm, hy vọng là Việt Nam của chúng ta khoảng 50-70 năm nữa nó sẽ được như cái tấm hình này. Game này làm cái nền tảng đồ họa quá đẹp luôn á, hy vọng cái cốt truyện nó ấn tượng nữa là perfect luôn rồi. Nhìn mấy cái mà cửa hàng tôi đã bất tỉnh rồi, lúc này còn đột nhiên thì bất tỉnh đó, có lẽ là cái vết thương từ cái mà tai nạn lần trước vẫn còn cái méo gì đó. Ơi, đừng chuyển qua kinh dị nhảy nhanh nhé, hay đi gửi cho làm gì có kinh dị đâu, vào cốt truyện bẻ tay stylist có thêm yếu tố giải đấu nữa. Không, cái cảnh nãy chắc là tâm trí nó, cái tâm trí mình nó bất ổn tí thôi chứ còn có kinh dị đâu. Game này rất ấn tượng luôn, có bản demo cho anh em có thể trải nghiệm thử, tôi rất là hóng con game này. Cuối tháng 7, tính ra cái tháng 7 này quá nhiều game hay để chúng ta có thể trải nghiệm, nó dồn dập một cách điên cuồng luôn. Nhất là giai đoạn nửa đầu thì nó không có quá nhiều, nhưng mà giai đoạn nửa sau thì rất là nhiều con game để anh em có thể mà thử qua, hy vọng mới sắp xếp được thời gian để có thể trải nghiệm hết. Rồi ok, bye bye anh em, rảnh thì chúng ta lại lướt lướt tìm những con game hay để chơi.